Xin chào toàn thể anh em trong hội đồng V đã đến với video tiếp theo của Hậu Xăm Vlog nhé. Vâng, nay mình đã quay trở lại trái đất để tiếp tục ra những video cho anh em xem đây. Không nói nhiều lắm lời nữa, vào thẳng vấn đề luôn là hôm nay tôi sẽ thử thách hai thằng em tôi là mò kim dưới đáy bể nhận tiền thưởng. Mỗi một cây kim mò được trị giá là 500.000 đồng. Kiếm tiền không khó phải không anh em? Vào việc luôn, đầu tiên tôi bắt hai thằng này quay mặt đi chỗ khác để tôi có thể ném kim xuống bể nước. Cầm trên tay hai cây kim đã bẻ đầu nhọn đi, vì sợ nếu không mò được thì đầu nhọn của kim sẽ gây nguy hiểm cho những người đi bơi. Bắt đầu tôi vung tay vứt hai cây kim ra xa. Ok rồi, bắt đầu hai thằng cởi áo ra và chuẩn bị tinh thần. Hai thằng mặt đều tươi cười hớn hở như bắt được vàng. Một thằng đã cắm đầu xuống nước rồi. Cầm trên tay chiếc điện thoại và nói rằng cho thời gian là 1 giờ đồng hồ để có thể mò được hai cây kim này, và thời gian bắt đầu nào. Và rồi tôi cũng nhảy xuống nước cùng để có thể quay cho anh em xem diễn biến mò ở dưới hồ ra sao. Bắt đầu mò rồi, thằng cu em bắt đầu lấy tay sờ sờ lần lần dưới đáy hồ như mò ốc, còn hai chân thì bời bời như chân vịt. Dưới nước thì toàn là một màu xanh của nước hồ. Rồi tiếp tục ngoi lên trên mà không mò được cái gì cả. Rồi tiếp tục lân thằng béo ngục xuống mò. Thằng gầy thấy vậy cũng ngục xuống để mò theo. Một thay bịt mũi, một thay sờ soạng dưới hồ như sờ gái 18. Rồi lại tiếp tục ngoi lên mà chẳng thấy gì cả. Mồm lại cười toe toét. Thằng béo thì gãi đầu có vẻ nản. Thằng gầy tiếp tục mục, xuống tay vẫn liên tục sờ sờ mò mò, chân đạp không ngừng nghỉ. Một hồi hết hơi anh ta lại ngoi lên mà vẫn không thấy gì hết. Có vẻ như lần này hai cậu muốn chuyển vị trí mà và bơi sang một vị trí khác. Rồi cậu béo tiếp tục ngục xuống nước, không biết thế nào nhưng tôi nhìn qua cậu ta có vẻ nhiều mỡ lên ngực toàn bị nổi lên mặt nước, không ăn thua anh em à. Chỉ được cái lắm mỡ thôi, thằng này không có tiềm năng rồi. Tiếp tục lân thằng gầy ngục mò từ đằng xa mò về đây. Lần này lấy hơi khá là dài. Không biết liệu có vơ được cái gì không. Lại ngoi lên rồi mà cũng chẳng mò được gì cả. Rồi tiếp tục lại lấy hơi và ngụp xuống mò, chân vẫn cứ bời bời. Tay vẫn cứ sờ như vậy rồi được vài giây lại ngoi lê. Tôi thấy cứ cái đà này cho hai thằng này cả ngày chắc cũng không mò được mất. Thằng béo thì chuyển vị trí ra tận đầu bên kia hồ, chắc cũng không mò được gì cả vì không thấy ý kiến gì. Rồi tiếp tục thằng gầy lại bịt mũi ngụp xuống tiếp, chân bời bơi, tay sờ sờ về phía trước. Xuyên qua người thằng béo luôn. Rồi ngoi lên cũng chẳng được cái quần què gì hết. Rồi lại tới lần thằng béo ngục xuống lưới, chân giận giận được vài giây thì lại ngoi lên gấp. Đúng là thằng béo ăn hại mà. Và lại lân thằng gầy, thằng gầy có vẻ nhiều hơi và sức hơn lên mò rất hăng say. Hy vọng thằng gầy sẽ tìm được vì nó rất miệt mài hăng say mò.
tiếp tục cứ mò liên hồi mò qua mò lại, dưới đáy hồ dường như toàn dấu tay của hai thằng mò kim, dường như đưa ra thử thách khá khó khăn cho hai thằng này rồi. Và tôi cảm thấy hai thằng cũng đã có chút gì đó mệt và nản, thời gian trôi qua mới được có 30 phút thôi mà đã thấy chúng nó có vẻ mệt rồi. Nhưng dường như sự mệt mỏi đó cũng không làm khó được thằng gầy, nó vẫn tiếp tục đắm mình xuống đáy bể để mò, mò, và mò không ngừng nghỉ. Có vẻ như thằng gầy khá quyết tâm tìm cho ra được cô kim. Còn thằng béo thì có vẻ đã mệt mỏi và chỉ có thể ngược lấy chân giận giận một lúc rồi lại ngoi lên. Thằng này chỉ được cái lắm mỡ thôi chứ không ăn thua đâu anh em à. Đấy, nó chỉ ngụp vì giận, giận khùa khùa chân thôi à. Bỏ qua thằng béo sang một bên đi, thằng gầy tiếp tục nặn xuống, chân mới rất manh, và hai tay xoa đi xoa lại đáy hồ một cách rất mạnh mẽ, cái lạnh và sự mệt mỏi cũng không hề hấn gì đối với thằng gầy cả. Dường như nó khá quyết tâm giành chiến thắng để mang về cho mình số tiền thưởng của thử thách đặt ra. Rồi cứ như thế, góc máy quay không ngừng quay thằng gầy, vì nó có những nỗ lực không ngừng nghỉ, vẫn hăng say mò và tìm, hy vọng nó sẽ tìm được cây kim sớm hơn thằng béo. Thời gian vẫn cứ trôi, hai thằng vẫn hăng say mò mẫm tìm kiếm và vẫn chưa có kết quả gì. Lần này thằng gầy lấy một hơi khá là sâu và nặn xuống, một tay bịt mũi, một tay từ từ sờ dưới đáy hồ. Lần này có vẻ lấy hơi lâu lên sờ đáy hồ rất chậm rãi. Và hình như thằng gầy đã sờ và nhặt được một cái gì đó và đã ngoi lên mặt nước. Vâng, rất vui mừng mặt tôi cười hớn hở, như đã nói, mọi công sức và cố gắng thì thằng gầy cũng đã tìm ra cho mình được cây kim thứ nhất. Dưới hồ vẫn còn một cây kim nữa nhưng thời gian chỉ còn 15 phút nữa thôi, không biết có kịp cho hai thằng mò không. Và tôi cầm cây kim xem có phải là cây kim lúc đầu mà tôi đã bẻ đầu nhọn không thì đúng là nó. Tôi không nghĩ rằng là thằng gầy có thể mò được cả kim dưới đáy bể nước như thế này đâu. Đúng là trên đời này không có gì là không thể, chỉ sợ không quyết tâm và lười thì sẽ không bao giờ thành quả sẽ đến với bạn, đúng không anh em? Vì thời gian đã gần hết, nên tôi đã gợi ý cho hai thằng cây kim còn lại tôi ném ở đâu, để cho hai thằng có thể tìm được cả hai cây kim và nhận tiền thưởng. Vẫn là thằng gầy tiếp tục hăng say mò cây kim còn lại. Dưới hồ dường như toàn vết tay của nó, xoa khắp đáy hồ. Tới lượt thằng béo thì cũng chỉ nặn được vài ba giây sờ tí rồi lại ngoi lên, không ăn thua gì. Thằng gầy lại lấy một hơi rất sâu rồi lặn xuống. Tay tiếp tục từ từ xoa đi xoa lại đáy hồ. Hình như nó đã sờ được vào cây kim thứ hai nhưng tay lại đẩy nó ra chỗ khác. Nhưng khả năng cao nó vẫn nhặt được cây kim và ngoi lên mặt nước. Vâng, mặt tươi cười hớn hở, nó đã mò được cây kim cuối cùng. Lỗ lực không ngừng nghỉ, không hề nản chí, bỏ qua sự mệt mỏi. Cuối cùng thằng gầy đã mò được hai cây kim mà tôi đã vứt xuống đáy hồ. Bài học rút ra cho ta thấy, trên đời này không có việc gì là không thể, chỉ cần ta quyết tâm cố gắng hết sức, không được nản chí và lười biếng thì không việc gì là ta không thể làm được nhé mọi người. Cuối cùng thì ba anh em chúng tôi đã ngoi lên bờ, ngâm mình gần một tiếng đồng hồ dưới nước cũng đã khá là lạnh. Mọi sự cố gắng cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. Như đã nói đầu video, thử thách cho hai thằng mò được một cái kim là 500.000 đồng. Thằng gầy mò được hẳn hai cái thì tôi phải đưa cho nó 1 triệu đồng. Mặc
dù mất tiền mặt khá nhăn nhó nhưng tôi cũng rất mừng vì hai thằng đã hoàn thành xong thử thách mà tôi đã đặt ra khá là khó nhai. Cuối cùng kết thúc clip tại đây. Mọi người yêu quý anh em chúng mình thì hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để anh em chúng tôi ra nhiều clip hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.